Kính chào quý vị và các bạn. Luật giá sửa đổi quy định sẽ chỉ áp giá trần, không quy định giá sàn đối với mặt hàng sách giáo khoa nhằm ổn định thị trường, tạo sự cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bổ sung đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội cùng các thông tin kinh tế thị trường khác sẽ được chuyển tới quý vị ngay sau đây. Quốc hội vừa thông qua Luật giá sửa đổi một trong những nội dung được quan tâm tại luật này là sẽ chỉ quy định giá trần, không quy định giá sàn đối với mặt hàng sách giáo khoa. Lý giải về việc áp giá trần với sách giáo khoa, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đây là mặt hàng thiết yếu, đối tượng tiêu dùng rất lớn, có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, giá mặt hàng này tác động trực tiếp đến số đông người dân, trong đó có người thu nhập thấp. Hiện nay trong phương pháp tính giá sách giáo khoa, các nhà xuất bản cộng cả chi phí phát hành sách, Mức chiết khấu đối với sách giáo khoa là 28,5% giá bìa, sách bài tập là 35% giá bìa, dẫn đến đẩy giá sách lên cao so với thu nhập của nhiều người dân. Vì vậy, cần thiết phải có công cụ kiểm soát để bảo đảm không tác động tiêu cực đến người dân. Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh vừa có đề nghị bổ sung đối tượng chịu thuế thu nhập bậc 1 được mua thêm mua nhà ở xã hội liên quan đến đối tượng được mua thuê mua mua nhà ở xã hội, Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bổ sung đối tượng chịu thuế thu nhập bậc 1 được mua thuê mua nhà ở xã hội. Hiệp hội này cho rằng quy định này đã loại trừ rất nhiều người không đáp ứng điều kiện về thu nhập nên không được mua thuê mua nhà ở xã hội. Bởi lẽ những người này tuy có nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng với mức nộp thuế rất thấp và thực chất vẫn là người có thu nhập thấp. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP vừa có công văn đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành thủy sản trong giai đoạn hiện nay. VASEP cho biết hiện lãi suất ngân hàng và các khoản phí của ngân hàng đang ở mức quá cao. Doanh nghiệp thủy sản chủ yếu là sản xuất hàng xuất khẩu nên thường vay ngoại tệ. Từ quý 3 năm 2022, nhiều ngân hàng đã thông báo và áp dụng ngay sau đó việc tăng lãi suất vay đô la Mỹ từ 2,1 đến 2,8% lên 3 đến 3,3% và thậm chí đến 4,5% và hiện tại thì đa phần đang ở mức cao 4,1 đến 4,9%, có những doanh nghiệp cao hơn 5% trong bối cảnh sụt giảm của sản xuất xuất khẩu thủy sản. Do vậy hiệp hội này kiến nghị xin điều chỉnh lãi suất vay đồng đô la Mỹ xuống dưới 4% và lãi suất vay Việt Nam đồng xuống dưới 7% để hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu đồng thời đề nghị giãn nợ từ 4 đến 6 tháng cho các khoản vay đến lịch phải trả trong quý 2, quý 3 năm 2023 và tiếp tục được vay theo hạn mức trong bối cảnh giảm xuất khẩu của 6 tháng đầu năm để các doanh nghiệp có thể thu gom ổn định nguồn nguyên liệu của nông ngư dân và chế biến chữ hàng chuẩn bị cho xuất khẩu ở các quý tiếp theo trong năm 2023. Hàng nghìn doanh nghiệp tại các địa phương trên cả nước đã và đang được hỗ trợ chuyển đổi số thông qua chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên toàn quốc, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và các địa phương, hiệp hội, tổ chức chuỗi đào tạo trực tiếp cho cộng đồng doanh nghiệp tại 40 tỉnh thành trên khắp cả nước như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Gia Lai, Vĩnh Long. Với nội dung tập trung vào tái thiết kế quy trình, chuyển đổi số mô hình kinh doanh, ứng dụng công nghệ số để mở rộng thị trường, chuyển đổi số trong chuỗi giá trị nông nghiệp, logistics, mở rộng thêm các kênh bán hàng mới, tiếp cận thêm khách hàng mới. Chương trình đã góp phần làm thay đổi rõ rệt về nhận thức và đầu tư cho chuyển đổi số của hàng nghìn doanh nghiệp tại các địa phương. Trong 5 tháng đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 1,14 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký mới, trong đó điểm sáng là các dự án có chất lượng, công nghệ cao. Trong tổng số 1,14 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký cấp mới của thành phố Hồ Chí Minh trong 5 tháng đầu năm, có 374 dự án mới tập trung ở các ngành nghề chế biến chế tạo, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, nghiên cứu sản xuất và chuyển giao công nghệ cao. Theo các chuyên gia, kết quả thu hút đầu tư 5 tháng đầu năm của thành phố Hồ Chí Minh sẽ là tiền đề để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế của thành phố đến năm 2025 và triển vọng đến năm 2030. nhờ chính sách hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo, 25% đối tượng người thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác của thành phố Hà Nội. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thủ đô đang tăng nhanh. Tính đến ngày 16 tháng 6, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của thành phố đều tăng cao. Đơn cử ở lĩnh vực bảo hiểm y tế, số người tham gia tăng 3,39%, tương đương tăng 253.336 người so với cùng kỳ năm ngoái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,1% dân số thành phố. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng tăng 19,97%, tương đương tăng 12.775 người so với cùng kỳ năm ngoái. Giá cà phê tại thị trường trong nước đầu tuần này tiếp tục tăng, phá mốc 67.000 đồng 1 kg. Tại các địa phương, giá thu mua cà phê hiện đang ở trong khoảng từ 66.500 đồng đến 67.200 đồng 1 kg. Trong đó tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 66.500 đồng 1 kg. Gây đến là tỉnh Gia Lai với giá 66.700 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá thu mua cà phê là 67.000 đồng 1 kg. Đắk Nông ghi nhận giá giao dịch là 67.200 đồng 1 kg, cao nhất trong các địa phương được khảo sát. Dự báo giá cà phê Robusta có thể tiếp tục tăng do nguồn cung cà phê trong nước hạn chế, lượng tồn kho xuống thấp. Nhiên vụ 2022-2023, tổng nguồn cung cà phê của Việt Nam ước tính khoảng 1,6 triệu tấn, trong đó Việt Nam đã xuất khẩu 1,27 triệu tấn, tiêu thụ trong nước khoảng 250.000 tấn. Như vậy, lượng cà phê tồn kho chỉ còn khoảng 80.000 tấn. Đây là lượng tồn kho rất thấp so với nhu cầu xuất khẩu cà phê trung bình mỗi tháng là trên 100.000 tấn và còn tới 4 tháng nữa mới kết thúc niên vụ. Do vậy, nguồn cung hạn chế có thể khiến cho giá cà phê Robusta tiếp tục tăng. Năm tháng đầu năm Xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam ghi nhận mức tăng mạnh cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, trong năm tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu hơn 6.400 tấn hoa hồi, tương đương trên 39 triệu đô la Mỹ, tăng 129% về lượng và 202% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Ấn Độ chiếm 63% thị phần xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam, 37% còn lại là Trung Quốc, Mỹ và các thị trường khác. Các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết trong 5 tháng đầu năm, Ấn Độ và Trung Quốc ồ ạt mua loại gia vị này của Việt Nam với mức tăng trưởng 3 con số. Ngoài hai thị trường này thì Mỹ và Hà Lan cũng đang tăng mua hoa hồi của Việt Nam. Kỳ vọng hết năm, xuất khẩu loại gia vị này sang các thị trường có thể đạt trên 100 triệu đô la Mỹ. Nhiệm sống kinh tế phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên truyền hình nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.